tươi lắm, thắng tươi lắm. Thắng cái dưới này cũng hay đấy, cái gì đấy. Con móng lá đẹp nhé. Đang ngoài tiếp khách. Dưới đẹp quá. Bao tiền? 3 triệu. Đấy, mua của Thắng. Đấy, cứ nhấc bỏ cái đá này thì ngồi lên đâu cũng được. Không chậu nha. Để cho bác 2 triệu. Đấy, không chậu 2 triệu. Đấy, còn có chậu thì chắc 2 triệu. Chậu bác 500 đấy. Đấy, không có chậu thì 2 triệu rưỡi. Cửa hàng thì hàng làm móng đổ này khó kiếm lắm đấy. Sau nó quả nó chít chít rồi, chít đâu. Làm móng là đẹp nhất trong các loại lá xanh. Lá móng mà bệ biết cũng móng. Đấy, chúc giao lưu thành công. Anh em ở chợ đi vất vả các bạn. Thì nhiều khi kiếm cá nhưng mà nhiều khi cũng vất lắm. Nên là giúp anh em buôn bán tốt tốt thì ui nặng đấy. Có gì cũng là tốt ạ. Cây của anh Dũng. Anh Dũng Hoàng ở An Khánh thì nhìn cây nó khác khác bọt luôn rồi. Nhưng mà giá thì chắc chắn nó sẽ đi theo cây rồi các bạn. Cây song thân này đẹp, ghép rất là điệu, đóng vào rất tốt, ăn hết. Thích những loại này. Chưa biết giá thôi, hỏi sau. Rất đẹp. Đấy, chúc Thắng giao lưu thành công cây. À, ừ, bán ở kia thôi. Phốt sai luôn. Hay đấy. Ra bác chủ nhá. Bác cưới cây gì ấy? Cây tròi mòi em. À. Cái me là bao nhiêu? Cái me 9 triệu. 9 triệu. Rất già, rất già, 9 triệu. Cây chòi mòi là bao nhiêu tiền nhỉ bác nhỉ? Cây chòi mòi 3 triệu. Lạ đấy nhỉ, cây. Có quả nó thả như là trùng pháo, đúng ăn rồi. Ngon lắm. Chòi mòi nó nhiều giống chòi mòi lắm. Đúng rồi. Cái loại này là loại đây, quả mấy tháng liền đấy. Đúng rồi, chơi cuối năm luôn. Quả đẹp hơn cái chòi mòi bắc đấy. Quả rất đẹp, chùm như trùng pháo. Cây cũng điệu cây đấy. Anh em nào thích cây lạ thì ra đây. Rồi mời. Hay lên nghe nhắc lại đó chứ nào. À đây. Đấy. Cái N2 gì đấy đúng không? Vâng. Hay công ty là tác nghiệp đấy. Đấy cây me đẹp đấy. Cái me đẹp đấy. À, ok bác. Lại lâu lắm, phải vài lần sau đó đi thanh đồng. Nhờ khách được quen luôn, nhờ đồng. Đây là cây gì bác? Cây này là cây hoa cực kỳ thơm và đẹp. Bạch cung không biết là cây gì khai thác trên rừng. Thơm lắm, mà nó bền mấy tháng ấy. Lá nó cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Lá đẹp, nhưng mà hoa nó thơm mà nó bền lắm. Anh em là biết cây gì? Nó nở mấy tháng liền. Và anh em là biết cây gì thì không biết comment. Biết tên là cây gì luôn. Thế thì khó nhỉ.
đẹp. Bonsai phải có hoa thì tốt quá. Hoa đỏ trắng. Tuyệt vời đấy. Rất nhiều cây lạ đấy. Ai thích đồ lạ thì ra đây. Rành rành đấy. Lê Bang nhé, anh em nào chưa biết số thì vào video của bác Lê Bang. Lê Bang bonsai từ rất nhiều phiên trước rồi quay rồi bác nhé. Ở cái đầu xe ô tô. Ra đi đấy, cây dưới cũng lạ đấy. Lấy cái dây bó hai gốc vào nhau tí. Anh phải lấy đây chống nó lên. Đúng rồi, đỡ cho cục đá vào. Ok. Nghỉ chân gian hàng tí sang bên này. Vẫn là của đây là không biết của xe của bác Toàn hay là bác gì đây. Cái hoa giấy gì đấy, hoa giấy lại à, đây cây tùng hôm trước có quay này. Đây là đúng xe của bác Toàn rồi, Toàn Hải Dương rồi. Chào nghệ nhân. Nghệ nhân là xe bên này chứ. Xe bên này nhỉ. Đấy. Lúc nhà thì bao nhiêu đấy? Em cũng không biết. À, em là người mua cây. Nguyệt quế là lạ đấy nhỉ. Nguyệt quế là gì đấy? Nguyệt quế nhỉ. Quái đấy, nguyệt quế quái. Những cây này thì quay nhiều lần rồi. Đấy ông chủ đấy mà. À, cây của ông khác à. Giấy. Đó mua xong. Nó mua như là chỗ tác. Đấy. Kép vào bác. Hả? Kép hay đơn? Cái này á? À? Cái này cái là nhà chém. Không phải nhà cơ đơn hay nhà kép? À, nhà là nhà kép. Đơn thì đắt, nhà kép thì rẻ. À, đúng. Ông ấy làm gì biết hoa là làm mà. À, mẹ nghe trả lời là nghi lắm. Ông ấy nhìn thấy hoa bao giờ mà đơn. Nhưng mà nhìn cái lá này có vẻ là giống kép lắm. Ờ mày biết cái Facebook của cái tay ở trong bao tiền bác bán nhiều cái nhà đấy. Ông anh bao tiền cái nhà. Anh muốn xin thì mày gửi cái ảnh qua Zalo tao gửi cho anh cái. Cái tùng này mới nhỉ? Bao tiền cái tùng này? 55. À, Vĩnh Tín Trương à? Ờ. 55. Cái còn cái giấy này bao nhiêu? 25 em. 25. Đấy. Có mấy cây mới là vào giá. Tùng ngày hôm vâng anh ơi, cái Facebook đấy là Vĩnh Tín Trương anh ạ. À. Anh chắc có hình đại diện là cái con ngựa đỏ ấy. Ông Vĩnh Tín Trương này ông ấy bán cây kinh lắm. Cây nhiều cây đẹp. Facebook. Cây này bao nhiêu nhỉ anh? Cây 16 triệu. Đẹp nhỉ, tùng đẹp đấy. Đây là mấy nắn lại dây chứ nó ổn định rồi đấy. Đây là dây mới nắn lại. Cái trước của nó ổn. Form rồi. Đấy, cái này im lắm, có hai điện thôi. Tải là nó không có số. Số này có quay ở đầu ô tô mà. À, ừ. Nó đọc số luôn. 0969 114 131 Toản hay là Toản.
toàn là em đúng không? Ừ, toàn là em, Duẩn là anh. À, Duẩn, Duẩn. Anh Duẩn là anh. Lại cứ gọi cho Toàn thì Duẩn không nghe thấy là đúng rồi. Không có tiền trước, nhưng đầu tiên mới quay thì nhiều khách cũng giao lưu được một vài cây từ mấy cái này. Đây này đẹp, 16 triệu đẹp. Có ba số của các chủ rồi nhé. Cái tủ đẹp, kiểu sạch sẽ. Đây, cái giấy 25 triệu. Nhiều cây lắm các bác. Không hỏi ông này thì ra nhiều cây lắm, ở nhà nó còn bạt ngàn. Sang chèo luôn. Biếu tiếp. Vâng, cháu đây. Về rồi. Ai? Yên nha. Ở thì chưa. Nhà này là nhà đơn hay nhà kép anh? Nhìn lá giống kép lắm. Nhà này á. Con này nhà đơn. Vâng. Nhìn vào đâu để biết giờ? Một ông hẹn ai chưa? Lá này thấy nó to này. Kép nó ba là. Kép ba là. À. Này mới biết đấy. Đấy, nhận biết dễ nhất kép là ở đây. Rồi. Con này mà nhà kép nhá. Con này ngót chục. Đúng rồi. Vừa mua 2 triệu. Đấy. Phải em nhìn cái lá mơ mơ này, em tưởng nhật kép. Đây là loại tốt. Số lượng đúng không? Số lượng lá. Cái da này giống da nhảy kép. À giống. Nhưng mà nhảy không phải nhảy kép. Ừ, đấy. Với lại học được thêm kiến thức. Tốt rồi đấy. Con này nhảy kép thì nó phải hơn cực. Đấy bảo đang mà nhảy kép mà nghe thấy thích thích cái đấy đang định. Là bán hàng đi, ngồi đấy. Rồi, ok, mình sang bên này thì.